Con kể cho quý vị nghe có một câu chuyện như thế này. Pháp sư Đế Nhàn là một vị cao tăng gần với thời đại chúng ta. Ngài ở Đài Loan quý vị à. Pháp sư Đế Nhàn có một người đệ tử. Người này cũng là người bạn thân, hồi đó học chung trường ở ngoài đời. Rồi đến lúc tuổi già, người ấy mới đến xin Pháp sư Đế Nhàn xuất gia. Độ cho ông ta xuất gia rồi, nhưng mà ông này đến lúc tuổi già rồi, mắt không thấy đường, rồi cũng không có thấy được chữ nữa. Mà khi đi học á, thì ông mới học lớp 1, lớp 2 à, là nghỉ học rồi. Cho nên chữ nghĩa cũng chẳng bằng ai, không có tụng kinh gì, tụng kệ gì được hết, chỉ niệm Phật thôi. Pháp sư Đế Nhàn sợ là vị thầy này ở trong chúng mà không học kinh, học kệ gì được hết, thì ở trong chúng họ có người tâm phàm còn, họ sẽ coi thường, họ sẽ nói những lời nói khiến cho thầy này bị phiền não. Cho nên Pháp sư Đế Nhàn mới đưa thầy về một ngôi chùa ở miền quê hẻo lánh. Và trước khi đi có dặn rằng khi ông về đó, ông cứ nhiếp tâm niệm Phật, chuyên tâm niệm Phật không gián đoạn, thì nhất định ông sẽ thành tựu sự nghiệp giảng sanh. Nhớ lời lời dạy của vị thầy. Cho nên khi vị tỳ kheo đó về với ngôi chùa miền quê đó quý vị, tụng kinh cũng không được nữa, mắt cũng không thấy đường, lờ lệch rồi, rồi không làm gì được, tối ngày chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Vậy mà niệm Phật mới có 1 năm rưỡi thôi quý vị ạ. Có một hôm nọ vị thầy này mới nhờ, tại vì ngôi chùa quê đó có một mình thầy ở thôi, ở trong xóm trong làng đó có 2 bà cụ thường hay đi đến chùa để nấu cơm cho thầy ăn rồi phụ giúp công quả trong chùa. Buổi sáng hôm đó thầy mới bảo với bà cụ làm công quả trong chùa, nói cụ ơi, bữa nay tôi về quê thăm gia đình lần cuối, chưa chắc gì mai mốt này có cơ hội để trở về thăm quê hương xóm làng và người thân của mình. Hỏi thầy vậy chứ đi bao lâu, thì thầy nói chỉ đi trong vòng ngày nay là ngày mai thầy về. Đúng vậy, thầy đi có một ngày thầy từ giã người thân rồi, thì thầy bảo rằng sự vô thường mà đâu biết như thế nào đâu, cho nên từ giã mọi người hết. Rồi xong thầy trở về chùa. Ngày hôm đó khi thầy trở về chùa thì thầy bảo với bà cụ, bữa nay bà cụ đừng nấu cơm nha, tôi không có ăn, bà cụ đừng nấu cơm. Bà cụ này cứ nghĩ rằng chắc ông thầy này ông về nhà bà con xóm làng đem cúng dường đồ ăn nhiều, cho nên ông thầy ông không cần mình nấu cơm nữa. Bà cụ cũng không nấu cơm, mà bà cụ chỉ nấu đủ 1 lon gạo để có cơm cúng Phật thôi. Đến giờ bà đem cơm đến trước bàn Phật để 3 chung cơm. Xong rồi bà thấy thầy đứng nghe quý vị, đứng ở giữa chánh điện vậy. Thầy cầm sau chuỗi, một tay này chắp, một tay này cầm sau chuỗi lần. Bà cụ để 3 chung cơm và bà cụ bảo rằng thầy tôi đem cơm lên rồi đó, thầy đánh chuông thầy cúng ngọ đi. Mà thầy cũng đâu có cúng ngọ gì được đâu, thầy chỉ đánh chuông rồi lại 3 lại rồi đem xuống mà thôi, ngày thường là như vậy. Ngày hôm nay bà cụ đem 3 chung cơm lên nói như vậy, thấy thầy cũng đứng làm thinh. Bà cụ ra làm sao, đến 1 tiếng đồng hồ sau bà lên bà lấy 3 chung cơm đem xuống, thì bà thấy thầy cũng đứng với tư thế đó. Bà mới bước đến gần, bà nói thầy 11 giờ mấy, gần 12 giờ rồi, thầy xuống dùng cơm đi. Nếu thầy không ăn cơm thì thầy cũng ăn cái gì đó. Gần 12 giờ rồi, thấy thầy cũng làm thinh. Bà bước đến gần, bà la nhẹ thầy thì thầy cũng đứng bất động luôn quý vị. Và bà bước đến, bà lấy tay để ngay lỗ mũi của thầy thì thấy hơi thở của thầy đã dứt rồi, không còn thở nữa. Mà thầy đứng giảng sanh quý vị. Thầy đứng thì chấp tay thầy giảng sanh luôn, tay còn cầm sau chuỗi. Bà cụ quýnh lên, bà cụ mới gọi hết những bạn đạo ở trong làng đó đến và báo tin cho Pháp sư Đế Nhàn hay. Và con đường giao thông lúc đó chưa thuận tiện, Pháp sư Đế Nhàn đi từ ở nơi Pháp sư Đế Nhàn trở về nơi chùa quê này phải mất 3 ngày 2 đêm. Và vị thầy đó đã đứng 3 ngày 2 đêm chờ thầy của mình là Pháp sư Đế Nhàn đến và làm lễ trà tỳ vô số xá lợi luôn quý vị, làm lễ quả thiêu đó vô số xá lợi. Một người phát tâm niệm Phật có 1 năm rưỡi thôi quý vị à. Nhưng mà vị thầy này tu hành không gián đoạn, đi đứng nằm hồi thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ai nói phải cũng A Di Đà Phật, ai nói quấy cũng A Di Đà Phật, ai nói hơn cũng A Di Đà Phật, ai nói thua cũng A Di Đà Phật.
không hơn, không thua, không tranh, không chấp, không lời qua, không tiếng lại, mà một câu A-di-đà Phật không gián đoạn, thành tựu sự nghiệp giảng sanh, đứng giảng sanh không đụng hàng, phải không quý vị? Ngồi giảng sanh thì cũng còn đụng hàng đó. Nhưng mà trường hợp đứng giảng sanh thì chúng ta thấy từ trước đến nay chỉ có đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn mà thôi. Đứng giảng sanh. Con đọc xong câu chuyện này rồi con hâm mộ dữ lắm. Con nói ước gì trong giờ phút lâm chung của con biết trước ngày giờ giảng sanh nha. Báo cho tất cả huynh đệ đồng tu, cho tất cả quý Phật tử hay. Và khi mình giảng sanh cũng được đứng giảng sanh không đụng hàng như vậy đó. Nhưng mà muốn được thì phải như thế nào quý vị? Phải nắm lấy cái bí quyết tu hành theo lời dạy của Thiện Đạo Đại Sư. Vô gián tu thì được thôi quý vị ạ. Tu không gián đoạn, một câu A-di-đà Phật không cho gián đoạn. Quý vị thấy không, một người dốt đặc đó, không biết chữ mà tu niệm Phật có 1.5 năm, niệm không gián đoạn, không cho xen tạp nha quý vị, thì đã thành tựu sự nghiệp giảng sanh rồi. Con mong rằng quý Phật tử cũng tu không gián đoạn, cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, buông hết đi quý vị. Mọi vọng niệm, tạp niệm, tình niệm, tất cả những thứ đó đều là vọng tưởng điên đảo, phân biệt là nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Quý vị buông bỏ hết những vọng tưởng, tạp niệm, tình niệm, tà niệm đó xuống đi, lấy một câu A-di-đà Phật, xem đó là mạng căn của chúng ta, xem đó là vị bổn sư dẫn đường chỉ lối cho ta, để cho chúng ta thoát khỏi con đường sinh tử luân hồi. Và lấy một câu A-di-đà Phật xem như là một thanh gươm báo để giúp cho chúng ta phá tan cửa địa ngục. Lấy một câu A-di-đà Phật đó là bảo kiếm để đánh dẹp bầy tà ma đó quý vị à. Lúc nào cũng A-di-đà Phật ở trong tâm, mà lúc thức cũng như lúc ngủ luôn nghe quý vị. Quý vị làm sao quân tập cái câu A-di-đà Phật cho đến khi nào mình trong giấc ngủ mà câu A-di-đà Phật vẫn còn khởi lên trong ta. Rồi khi quý vị giật mình thức dậy thì cái niệm đầu tiên mà nó đề khởi đó là A-di-đà Phật. Gặp bất kỳ hoàn cảnh nào mình giật mình, tiếng động ở bên ngoài lớn mình giật mình cũng A-di-đà Phật khởi lên. Đó là chúng ta đã quân tập được câu A-di-đà Phật hơi sâu một chút rồi đó quý vị à. Nhiều người Nam-mô A-di-đà Phật giật mình cái là kêu gì? Trời ơi, phải không quý vị? Cha ơi, mẹ ơi, má nó ơi rồi, quên A-di-đà Phật. Đó là cái sức quân tập của câu A-di-đà Phật chưa có sâu quý vị à. Còn hời hợt lắm, còn cạn lắm. Chúng ta quân tập làm sao bất kỳ hoàn cảnh nào thì cái câu A-di-đà Phật vẫn tương tục khởi trong ta, lúc thức cũng như lúc ngủ. Đó là chúng ta đã nắm được cái bí quyết tu hành vô gián tu mà Thiện Đạo Đại Sư dạy chúng ta đó. Vô gián tu có nghĩa là tu hành không gián đoạn, thân luôn lễ Phật A-di-đà, miệng luôn xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà, ý luôn nhớ tưởng Đức Phật A-di-đà. Đó gọi là vô gián tu theo lời dạy của Thiện Đạo Đại Sư đó. Quý vị có thực hành được điều này hay không? Thân mình hàng ngày lễ Phật A-di-đà. Lễ Phật là một phương pháp mà có thể nói là chúng ta thể dục đó quý vị, rèn luyện thân thể mình đó. Thay vì mình mua cái máy thể dục về tập thì quý vị không cần đâu, vừa tốn điện mà vừa tốn tiền nữa. Bây giờ quý vị lễ Phật hàng ngày. Quý vị biết Pháp Sư Tịnh Không đó, mỗi ngày Hòa Thượng Tịnh Không á, lại Phật trên 800 lại. Mà Hòa Thượng tuổi đời cao lắm rồi quý vị. Hiện tại bây giờ mà lễ Phật hàng ngày trên 800 lại, trung bình là 800 lại có khi hơn, chứ không dưới 800 lại. Mà lại đứng không, đứng lên lại xuống, đứng lên lại xuống, hàng ngày như vậy là trung bình lễ Phật 800 lễ, lễ Phật A-di-đà. Thân thì lễ Phật A-di-đà, miệng thì xưng niệm danh hiệu của Phật A-di-đà, ý luôn nhớ tưởng Đức Phật A-di-đà, đó gọi là vô gián tu. Thì nếu quý Phật tử chúng ta đồng phát nguyện ngày nay, nương theo lời dạy của Thiện Đạo Đại Sư, tu hành không gián đoạn, thân lễ Phật A-di-đà mỗi ngày, miệng xưng danh niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà từng giờ, từng phút, từng giây không sao lãng, ý luôn nhớ tưởng Đức Phật A-di-đà như con hơn nhớ cha, nhớ mẹ vậy, thì quý vị hãy tặng cho mình một tràng pháo tay thật lớn thay cho lời phát nguyện đó.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam